có một lần em đúng đắc rồi, vô đắc vô. Cô em và bài hát này là bài hát quen thuộc được mang tên Hùng Không Một. Ai biết bài này thì chỉ cho Ngân hát nha. Tôi không nhớ lời. Nhông bỏ dép ra nào. Ok, vô nhịp. Anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi đã thu gian đầy nguyện cầu lời thầm thì bước vô hai chân. Hai chân bước vô. Tao có gì đâu. Bà bị hù bà ơi. Không có gì hết. Rồi đứng vô. Hát đi. Lá thu sang lời nguyện cầu lời thầm thì Go. Em bước sang ngang. Hôm nay Lùa quá. Đang cây từng tiếng yêu xa vời. Lên. Nắng đâu còn thiết tha gọi mời. Vô. Cho anh không lướt qua. Muôn đời. Vì ai? Đó, hay quá. Vì rằng anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng du sang lời mật ngọt. Rằng một mai anh đến bên. Bị la mệt đó chứ có gì chơi. Vì ai? Từ từ, cái này không có gì. Này có gì đâu. Không sao, bước đi không sao. Rồi, mở mắt ra nè. Mình có gì đâu. Bạn anh biết chuyện tình mình chẳng có gì. Có gì đâu. Khi nắng xuân sang một mình ngọt từ tâm tì. Đẻ xuống ông ơi. Con cắn á, cái con quỷ nữa cắn em lần rồi. Lùa quá đó chứ. Lùa vậy chết. Có gì vậy. Hai chân. Đàn ông mày thích gì vậy? Quý vị, hát đi kìa. Em đã trao ai giấc mơ. Như đơn phai nhạt. Rằng anh biết chính con gì. Em mơ đâu đi thầm thi. Em đứng chờ em gì. Cái gì vậy? Em cùng phải ai vậy? Em đang với anh mà. Hãy subscribe.
nắng sương đâu. Nó có gắn không? Chết rồi Lực ơi, Lực ơi. Gì ghê lắm hả? Yeah. Bước vô. Nó nhìn quá kìa. Ghê lắm. Nhìn nó. Ngắn chơi được bạn. Nó táp đó, nó táp lên trời ơi, nó mới mở em xong. Trời cái gì thế vậy? Thôi. Nếu mà nó... Thì con này nó cắn nhẹ mà. Ban đầu... Em đừng nhắc, em nhắc anh Lạc Tông luôn á. Em nhắc anh Lạc Tông luôn á. Anh khóc thì cũng chẳng để làm gì. Khi đau không sao, gặp mình gặp kỳ. Nhìn nó sang ngang, gần như không... Ngon thì ê như lúc ban đầu. Thì rằng anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. À tôi đứng đây tháng luôn được không? Nắng xôn xao ngào ngàn chiều kỳ. Dạ mà giác manh quá à. Sạc ngang. Không cắn á, không bị ai cắn à. Nó cắn anh Vinh á. Không nhìn luôn. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì. Để đến cho anh chuyện tình mình và là vì. Ê, ê, trời. Yeah. Khi nắng xuân sang, em bước sang ngang. Đô 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 đô. Và giờ em khóc cho anh. Cho anh. Oh. Em đã trao đi. Đi ai vì ai. Hey. Em muốn à. Ừ, hai con chùm cuối đi rồi. Hai chùm cuối đi rồi kìa. Ok. Thưa quý vị, quá can đảm, ghê không? Bây giờ là đội của Kirik. Kirik Pan. Ai sẽ là người đầu tiên? Tricks. Đàn ông hả? Mình đàn ông mà. Em đâu phải đàn ông. Bỏ dép ra em chơi. Và sau đây, ca khúc của Sơn Tùng MTV Hãy Trao Cho Anh. Và chúng tôi cũng sẽ trao 4 thùng cho bạn. Nào vô nhạc nói em nha. Để anh một đoạn nha, anh tỉ em một đoạn. Chuẩn bị. Em bước chân xuống từ từ rồi đó. Hai mày này, hai đi nha. Bóng mây đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây. 2, 3, vô. Hai chân. Hát đi. Con gì vậy? Hát đi. Em đừng có giúp, em giúp nó cắn em á. Chào nhau em vô bà, đấm đuôi bấm đuôi nhân trạng, thầm kính chốn nhân gian. Mở màn trước em muốn qua đời cắn lên. Thầy anh luôn, em sợ nó nhất luôn. Em mới vượt qua nỗi sợ chứ. Hát đi con, hát đi. Ba mẹ em đang coi sóng truyền hình. Hãy cho anh, hãy cho anh thứ anh đang mong chờ. Không mong chờ cái này. Không mong chờ cái này. Không mong chờ cái này. Dạ anh lên. Cho em qua cái con này được không? Không, đúng rồi. Reaction bài hãy ra cho anh đi. Reaction bài hãy ra cho anh mà không biết hát bài này. Thôi anh Giang ơi. Rồi, hai chân rồi. Rồi. Ủa, có tiếng Anh luôn kìa. Ủa,
Không, em thấy nó rất là hột giò nha. Nó
Ai dò luôn em, còn dò kia nữa em ơi. Dò kia nữa em ơi. Dò kia nữa là em qua được đúng không? Ừ, đúng xuống đi, đúng cái chân xuống. Chưa nhúng nha, chưa đụng nha, chưa đụng. Sao, rồi. Sao? Rồi. Ngắm trên đà một vòng ba trong chiếc lá như tan cho ấm chứ vẫn lời gặp mời bao không hát mời xin chào để trời cho mong được gặp anh hoa được cho và nhỏ thôi để em hát cái nào em bên anh bên nha chuẩn bị mình câu đây là ngọc hồ của ai vậy cái ngọc của một người ra nữa rồi. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh thứ anh không mong chờ. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh thứ anh không mong chờ. Ôi anh chàng kìa, anh chàng kìa. Không mong chờ, hãy cho anh. Đây, hứa anh mong chờ. Đây, hứa anh mong chờ. Không, không này quá. La 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 la. La 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 la. Bóng mày đó này, chuẩn bị bóng mày đó này. Hai, ba, bóng mày đó. Bóng mày đó nhẹ nhàng vụt qua đời đây. Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp tim em say. Nó đã bao xuống một đồ xô tập diều. Để nó nằm yên đi, đừng đụng tới nó. Đường dài, đường dài, sao mà nó dài quá vậy, nó dài quá vậy. Ê, nó thức rồi kìa. Nó thức rồi, nó thức rồi. Qua lẹ rồi vậy. Ê, cô dừng dừng nhảy. Bây giờ hai đội đã vượt qua, chúng ta sẽ chờ lượt bình chọn đội nào gọi là gan dạ, vui, hấp dẫn hơn. Đầu tiên là đội của Thúy Ngân, Chu Thúy Vinh và Tiến Luật. Xin mời. Cảm ơn các bạn. Tiếp theo là đội của Đức Phan, Lan Ngọc và Lâm Vĩ Dạ. Thật rất thơm nha. Với những sự gọi là lắc léo, uốn éo, luồn lách, đen gian. Camera đã ghi lại hết. Hồi nãy mình thắng hay thua? Mình thắng. Thắng hoài vậy? Định mệnh. Họ tiếp tục thắng, chia buồn của các bạn.